Hi, chào các bạn đang xem video của Quỳnh trên kênh YouTube của Fit Gear Shop. Trước mặt các bạn là sản phẩm Fio GH3 mới ra mắt với sự kết hợp của Fio và đàn em dây audio, mang lại một sản phẩm hoàn hảo trong phân khúc giá dưới 2 triệu. Giờ Quỳnh sẽ mở hộp sản phẩm Fio GH3. Fio GH3 thiết kế EMD tạo nên sự vừa vặn với khuôn tai của hầu hết người dùng. Universal Custom Fit, chất liệu hợp kim nhôm cắt CNN 50, đánh bóng tỉ mỉ. Mặt trên của housing bằng kim loại, vẽ sơn tạo kiểu ý tưởng mới lạ, hình dáng của tia chớp với sự tương phản của ánh mặt trời. Giáp với mặt sau bằng nhựa cứng, trong, bạn có thể nhìn thấy sự sắp xếp ở bên trong, phủ lên một lớp PVD tạo độ cứng cáp cho sản phẩm. GH3 thiết kế driver ba lăng Armature, viết tắt là BA, cho ra âm thanh cân bằng trong suốt. Một driver dynamic trình điều khiển động âm trầm kích thước 13,6mm, trình điều khiển chép BA. Hệ thống giảm cân bằng áp suất đã được cấp bằng sáng chế, tạo sự cân bằng áp suất giữa âm thanh bên ngoài và bên trong. Đầu nối 2 pin 0,8mm, mạ vàng dễ dàng tích hợp với các loại cáp trên thị trường, bao gồm cả modem True Wireless của Fio UTWS5. Đầu nối tai nghe thiết kế chữ L dễ dàng vòng trọn vành tai của người dùng. Cáp đồng tinh khiết với 4 lõi, mỗi lõi là 120 sợi đồng. Mỗi sợi được bọc riêng, hoàn toàn độc lập để chống nhiễu xung tốt hơn. Đầu nối vào thiết bị cũng theo chữ L, tránh được tình trạng gãy gập đầu dây. Giờ thì còn chờ gì nữa, Quỳnh sẽ lấy tai nghe Fio GH3 kim trực tiếp với điện thoại để có thể thử. Quỳnh cần hỗ trợ của giáp DDI-Fi TC35B2021. Quỳnh đang nghe bản nhạc Casablanca của ca sĩ Anna trên YouTube. Bài này có tiết tấu nhạc khá nhanh nhưng GH3 đã xử lý rất tốt. Tiết tấu nhạc không dính trùng, khá tách bạch và rõ ràng. GH3 có vẻ thiên về chép nhiều hơn xíu, nhưng bù lại thiết kế dây tai nghe đồng nguyên chất nên kéo lại âm không bị xé tiếng. Theo mình, ở mức giá 2 triệu thì GH3 khá ổn, đó hoàn toàn là cảm nhận cá nhân của Quỳnh. Các bạn quan tâm tới sản phẩm Fio GH3, hãy tới ngay Fit Gear Shop 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để trải nghiệm trực tiếp và mua hàng. Mua hàng online tại fitgearshop.vn. Link của sản phẩm Quỳnh sẽ để dưới mô tả. Và nhớ đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Fit Gear Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.